Chào các bạn, hôm nay mình đã trở lại rồi. Sau mấy ngày nghỉ để về ăn dằm tại nhà rồi dành thời gian với lại gia đình, con cái thì mình đã trở lại với video. Hôm nay là một cái chuyến lại tiếp tục xuất ngoại của mình. Chuyến này thì tiếp tục đi khám phá Đông Nam Á, là cụ thể là mình đang có mặt tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho chuyến đi Singapore. Đây, mình đeo khẩu trang lại đã. Hôm nay anh chàng hai lúa của chúng ta đã trở lại để đi Singapore các bạn nhé. Một cái khung cảnh buổi sáng ở đây rất là nhộn nhịp và đông đúc. Bây giờ mình sẽ đi vào trong sảnh để làm những cái thủ tục check-in. Chuyến này thì mình bay cái vé rất là rẻ. Vé có bao nhiêu nhỉ? Vé có khứ hồi có 2 triệu mấy. Trời ơi, đi Singapore mà rẻ thật đấy. Hàng không giá rẻ mà. Đây là bên trong sân bay các bạn. Mình sẽ đi tìm cái số hiệu chuyến bay của mình để xem là làm thủ tục tại đâu. Sau khi làm thủ tục xong thì mình sẽ đi vào khu phòng chờ để đợi máy bay. Hôm nay thì mình sẽ bay với hãng hàng không Jetta Pacific. Cái giá vé khứ hồi thì có 2 triệu 7 thôi các bạn ạ, rất là rẻ. Mình đặt vé trước có 4 ngày thôi. Ok, bây giờ thì đến giờ cất cánh rồi. Mời các bạn cùng với mình đi Singapore, một đất nước thuộc Đông Nam Á, xem có điều gì mới mẻ so với Việt Nam hoặc là Thái Lan hoặc là Lào hoặc là Campuchia, những nước mình đã từng qua. Sau những cái chuyến đi đến Campuchia, đến Lào, đến Thái Lan thì mình thấy rằng là chỉ cần biết một chút kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh rồi Google dịch thì các bạn có thể là đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới này. Chúng ta đừng có ngại ngùng và tự đòi hỏi để bản thân là phải biết tiếng Anh thì mới đi du lịch được. Các bạn cứ nhìn thấy bản thân mình đã đi rất là nhiều nước rồi. Đến thời điểm này thì mọi chuyến đi đều an toàn và thành công tốt đẹp cả. Và hôm nay thì cũng là một cái chuyến đi mới mẻ đối với một cái đất nước cũng rất là hiện đại ở khu vực Đông Nam Á. Thank you.
Sau 2 giờ bay thì mình đã nhìn thấy phần đất liền của Malaysia. Máy bay sẽ đi qua cái không phận của Malaysia các bạn ạ. Rồi sau đó là sẽ hạ cánh tại sân bay Chiang Khai của Singapore. Đây không rõ là cái sông hay là eo biển nhưng mà mình thấy rất là lớn. Tàu thuyền đi qua lại rất là tấp nập. Cũng là một chuyến đi mới mẻ đối với mình, cho nên là mình không có thông thạo địa lý thì mong các bạn cũng thông cảm cho cái sự thiếu sót này. Bây giờ là mình đang hạ cánh tới sân bay Chiang Khai rồi. Có lẽ đó là cái phần eo biển giữa Malaysia và Singapore. Sau chuyến đi Singapore này thì mình sẽ đi đến Thái Lan, đến Malaysia. Trước tiên là đi Malaysia bằng đường bộ, sau đó là mình sẽ đi đến Thái Lan. Thì mời các bạn cùng theo dõi cái hành trình của mình. Một số cái thủ tục để check-in tại Singapore thì mình đi kiếm cái đồ ăn. Đồ ăn ở sân bay Singapore thì mình thấy là cái mức giá còn rẻ hơn cả Việt Nam mình. Mình gọi một bát mì đây có giá là 7,30 đô sinh, tức là khoảng cỡ 130 ngàn tiền Việt Nam. Khẩu vị thì ăn cũng hơi ngọt ngọt. Nói chung là giống khẩu vị của miền Nam Việt Nam mình. Không có gì đặc biệt cả. Phải nói là cái sân bay này rất là lớn các bạn ạ. Bây giờ mình đang đi tìm cái thác nước ở trong nhà kìa, có cái biển chỉ dẫn này. Loay hoay một hồi thì bây giờ đang đi tìm cái lối ra cái thác nước trong nhà. Đây cũng là một cái địa điểm check-in nổi tiếng ở sân bay của Singapore. Nói chung là cũng lần mò các kiểu, nhìn theo cái hướng dẫn các bạn ạ. Ký hiệu của thác nước này thì bây giờ mình đang đi đến cái thác nước mà lớn nhất trong nhà của thế giới luôn ấy. Cái thác nước này cao 40 mét gọi là thác nước lớn nhất trong nhà luôn. Đây là cái công trình mà rất là đặc biệt ở sân bay Chiang Khai của Singapore. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần đấy cho các bạn xem về cái gọi là cái kỳ quan trong nhà của Singapore xem nó thế nào nhé. Cái này được rất là nhiều người đến Singapore check-in ở đây. Cái khu này gọi là cái khu phức hợp mà trị giá tỷ đô của Singapore. Cái phức hợp này có đến 10 tầng các bạn ạ. Có 5 tầng nổi ở bên trên và 5 tầng chìm ở bên dưới. Trong này là có những cái cửa hàng mua sắm. Bây giờ mình sẽ đi lên trên những cái tầng cao hơn đi. Thank you.
đây người ta gọi là một cái khu vườn nhiệt đới có khoảng đến 3.000 cây xanh các loại các bạn ạ. Và có đến là mấy tầng này. Mình còn đang lên được trên những cái tầng cao hơn kia nữa để ngắm cái thác này. Và cái thác nước này thử sử dụng là nước mưa, hoàn toàn là nước mưa. Sau khi mà cái nước mưa nó xuống thì người ta hứng lại, người ta lại tái tạo và sử dụng lại. Nó chảy ở dưới này, độ cao 40m, gọi là thác nước lớn nhất thế giới ở trong nhà đấy. Có những trò chơi vô cùng thú vị. Bây giờ mình sẽ lên cái tầng trên cùng của thác nước. Ở Sinh thì mọi thứ nó khá là đắt đỏ đấy các bạn ạ. Họ công nhận là rất là hiện đại, các bạn có thể thấy là trên tầng mà người ta cũng trồng cây như thế này, trồng những cây này khá là to luôn đấy. Khắp nơi đều có những quán nước rồi cà phê các thứ để mọi người có thể ngồi đây check in ở đây cũng được. Vào cái thác này thì là hoàn toàn miễn phí các bạn. Bên trong kia còn có một cái cây cầu kính để mọi người có thể đi lại ở trên này. Bây giờ mình đang ở cái tầng này, gọi là tầng cao nhất của thác nước. Trong này thì có điều hòa rất là mát, chứ không có nóng nữa các bạn ạ. Tầng trên này là cà phê, hình như họ làm cái đường đi băng qua mấy quán cà phê. Nếu mà giả sử như muốn vào được cái cầu kính đấy là phải đi qua cái quán cà phê này. Tí nữa mình sẽ review cái kiểu ở của mình ở bên Singapore này cho bạn xem. Xem cái khách sạn mình ở khách sạn nó thuộc dạng bình dân ở Singapore thôi mà cũng 1.1 triệu một phòng rồi. Ở đây mình đi ra đây là cũng được là sát hơn một chút vào cái thác nước này. Tí nữa mình sẽ lần mò để đi tàu điện về cái khách sạn. Mình cũng dùng Google như khi mình đi ở bên Thái Lan thôi. Chi phí ở bên này thì cái gì cũng đắt luôn. Đấy, toàn cảnh cái thác ấy. Bây giờ chắc là tham quan một vòng cái thác nước trong nhà của sân bay Changi rồi thì mình sẽ đi tàu điện để đi về khách sạn các bạn nhé. Ồ, hóa ra trong này nó là cái tấm kính nó chảy xuống các bạn này. Trên kia nó hứng xuống, nó chảy xuống dưới này. Tấm kính hai lớp. Nhìn rất ảo diệu luôn nhé. Bây giờ đi một hồi lạc luôn, chưa biết đường ra. Lần mò hơi khó, mình sẽ phải đi theo những cái biển chỉ dẫn như thế này. Ví dụ tàu điện hoặc là xe buýt thì phía bên trên các bạn thì nhìn cái biển chỉ dẫn này. Bây giờ mình đang tìm về hướng tàu điện. Mò đi vừa rồi lạc mấy vòng ấy. Lần đầu tiên nhưng mà mình thích đi như vậy cho nó có kinh nghiệm. Các bạn nhớ những cái biển chỉ dẫn đây là đi tàu điện. Xuống dưới này là MRT to City kìa. Đấy, mình sẽ đi xuống dưới này. Ôi bây giờ đi cái thang cuốn này nhiều quá rồi, bây giờ người nó bị ảo theo cái thang cuốn ấy. Ở Sinh những cái đoạn đường đi thẳng đây người ta cũng làm cái thang đi thẳng luôn, mình đi theo nó, bây giờ mình thấy người nó cứ trôi theo luôn. Tới một số địa điểm mình không biết, mình cứ mở cái Google ra các bạn ạ. Cái Google mình tìm vào cái nơi mình cần đi, sau đó là mình sẽ bấm vào cái tàu điện ấy.
chỉ cái biểu tượng tàu điện này nó sẽ chỉ cho mình đi được đến cái địa điểm mà mình cần. Sau đó là không biết đâu nữa mình dơ ra hỏi những cái nhân viên ở sân bay. Đây như là cái nơi hình như là bán thẻ vậy này. Mình sẽ thử dùng thẻ ATM xem được không. Mình dùng cái thẻ ATM có biểu tượng Mastercard hoặc là Visa nó vẫn đi được nha các bạn. Bây giờ mình lên tàu đây, vẫn mò ra được rồi. Mình sẽ chú ý cái địa điểm, cái ga mình xuống ở trên này. Ở đây là nó sẽ đề cho mình xuống cái ga nó Ta La gì này. Đấy. Tàu chạy rất nhanh luôn đấy. Sau khi xuống mình dùng cái thẻ Visa này mình sẽ quẹt lại ở cái chiều bên kia rồi lại vòng sang bên chiều đối diện để đi tiếp. Đây, bắt đầu là đi về đây rồi. Để đón đi về hướng thành phố này. Tàu tiếp theo các bạn ạ, lên tàu rồi. Dưới này là những cái trạm xe buýt này. Đang đi đường tàu trên cao. Đi về trung tâm thành phố. Mình có thẻ Visa hoặc thẻ Mastercard là có thể là đi thoải mái luôn. Trả đường xá sạch thôi rồi luôn nhá. Nổi tiếng mà. Không quá là nhiều nhà cao tầng như mình tưởng tượng. Hoặc là mình đang ở cái khu gọi là chưa vào trung tâm ấy. Nên là mình thấy những cái tòa nhà nó đang bình thường. Chào mừng các bạn đến với Singapore. Mình đã đặt chân đến Singapore rồi. Bây giờ mình sẽ đứng đây để ngắm mấy cái xe buýt hai tầng một chút. Chà, đây là chiếc Volvo này các bạn này. Nghe nói ở đây là phải vẫy tay nữa cơ thì họ mới mở cho mình lên. Đã quá nhỉ. Một chút về cái đường phố của Singapore cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ đi tìm về khách sạn. Ngày mai mình sẽ đi trải nghiệm xe buýt 2 tầng của Singapore cho bạn xem sau. Mình tiếp tục phải dùng đến Google Maps để chỉ đường cho mình đi. Không giống như Việt Nam mình là có thể là băng qua đường. Bây giờ sẽ phải đi ra đúng cái địa điểm sang đường cho nó an toàn. Đi sang nước ngoài là phải cẩn thận anh em ạ, hai lúa mà. Nhưng mà anh em thấy thế nào? Mình gọi là không biết tí tiếng Anh nào mà vẫn đi được. Từ Thái Lan rồi Lào, Campuchia rồi bây giờ sang đến Singapore rồi. Nên là anh em đừng có gọi là sợ hãi quá mà không dám đi nhá. Mình thấy nhiều cô chú lớn tuổi hôm nay mình gặp trên máy bay người ta cũng đi bình thường ấy. Đây là xe Ben Fuso này. Bên ngoài là những cái xe taxi.
Trời ơi, taxi thì đeo cái biển to tướng trên đầu. Cái vạch kẻ đường ở bên Singapore dành cho người đi bộ đây họ vẽ cũng rất là hay nhá. Không phải như Việt Nam mình là kẻ ngang đây mà họ vẽ thành như kiểu con đường mình đi sang ấy. Muốn đi sang là phải bấm nữa cơ. Chứ không giống như kiểu là ở Việt Nam mình là chờ đèn đâu. Hoặc là mình sẽ phải chờ đèn bên kia. Đấy, vạch này là dành cho người đi bộ mình này. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm ở đây rồi là chờ để đi sang đường. Khách sạn mình là hướng bên này đi sang bên kia. Đường phố rất là sạch, đẹp. Gần khách sạn mình ở có một cái nhà thờ Hồi giáo gọi là Sultan Mosque Square. Ở khu vực này hình như là rất là nhiều người theo đạo Hồi, người Malai rồi người Ấn Độ. Đây là cái công trình được xây dựng vào năm 1824 cho Sultan Hussein Shah, vị vua Hồi giáo đầu tiên của Singapore. Ngài là người sáng lập ra Singapore. Sau 100 năm thì cái đền thờ cổ này xuống cấp, thì đến năm 1932 thì được tu sửa lại. Đây là một số cái thông tin mình quay về cái công trình này. Đường phố ở Singapore lúc này thì rất là nóng. Mình thấy là những con phố hiện đại sạch sẽ nhưng mà nóng và ít cây cối. Đầu tiên thì mình tưởng tượng là Singapore thì sẽ nhiều cây xanh nọ kia, nhưng mà sang đây thì đường phố rất là ít cây, hơi nóng một chút. Cái khu gần mình ở đây cũng nhìn cũng được đấy nhá. Đây giống như kiểu là những ngôi nhà cổ ấy. Đây là một cái mặt khác của cái khu nhà thờ Hồi giáo. Ở đây rất là nhiều những cái quán ăn của đạo Hồi ở đây. Sang đây phải có sức khỏe để đi bộ các bạn ạ. Khá là mệt luôn đấy. Đi tàu điện, di chuyển từ tàu này sang tàu khác. Rồi bắt đầu là đi về đây cũng tiếp tục đi bộ về khách sạn 1 km nữa. Không phải giống như Việt Nam hay là Thái Lan hay là Lào thì có túc túc rồi xe ôm rồi Grab bike đâu. Ở đây thì chỉ có taxi và Grab thôi. Nhưng mà thôi, đi vận động để cho nó khỏe người, cho nó tiêu hao bớt mỡ. Ok, tới khách sạn mình ở đây rồi, nó ở mặt tiền luôn. Nên là lại còn gần trạm xe buýt nữa này. Nên là đi đâu cũng tiện đây này. Trạm xe buýt số 107M nữa. Khách sạn Report. Anh em đi phượt giới thiệu cho mình ở khách sạn này.